Đặt tên cho khủng long là một nhiệm vụ hấp dẫn và tỉ mỉ, bao gồm việc kiểm tra cẩn thận các bằng chứng hóa thạch, tuân thủ các quy ước đặt tên khoa học và đánh giá nghiêm ngặt trong ngành cổ sinh vật học. Bất chấp các bước cần thiết thường được thực hiện để đặt tên cho một phát hiện khủng long mới, vẫn có một số trường hợp các chuyên gia đặt tên dựa trên hoàn cảnh xung quanh việc phát hiện ra một hóa thạch. Video này tập trung vào một hóa thạch như vậy, đó là Irritator, một loài khủng long có cái tên đặc biệt khó chịu. Sẵn đây, mình cũng muốn xin lỗi các bạn vì những trải nghiệm không tốt về giọng đọc cũng như phần nội dung trong các video gần đây. Vì tụi mình đang có một số điều chỉnh về nhân sự nên sẽ có một vài sự cố không mong muốn. Và giọng đọc ở các video gần đây cũng là giọng đọc cây nhà lá vườn, không phải dân chuyên. Nên mong các bạn góp ý thêm nhưng đừng quá tiêu cực để chúng mình cải thiện trong các video tới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đến với những nội dung chính của video thôi nào. Những nghiên cứu đầu tiên. Irritator là một loài khủng long theropod thuộc họ Spinosauridae. Kích thước chính xác của nó vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một số chuyên gia cho rằng loài khủng long này có chiều dài từ 6 đến 8 mét và nặng từ 1 đến 3,6 tấn. Mặc dù có kích thước lớn nhưng loài khủng long này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với một số loài họ hàng nổi tiếng của nó. Được phát hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 1990, Irritator được đặt tên theo sự thất vọng ban đầu của những thợ đào. Phát hiện ban đầu về loài khủng long này là công trình của một nhóm tác giả là các nhà cổ sinh vật học do tiến sĩ Sergio Azevedo và tiến sĩ Alexander Kellner dẫn đầu vào năm 1996. Những câu chuyện thú vị. Irritator là bằng chứng cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã có khiếu hài hước ngay cả khi là nó khô khan. Mẫu vật gốc của Irritator là một hộp sọ được kéo dài được chỉnh sửa bởi những người thu thập hóa thạch bất hợp pháp với hy vọng rằng tăng giá trị của nó. Nó rõ hơn là để bán cho nhiều tiền ấy. Cái tên Irritator xuất phát từ từ phát cấu Irritation được đặt cho nó là do sự thất vọng ban đầu của các nhà khoa học trong quá trình khai quật. Họ đã thốt lên rằng tại sao các bạn không ấn Surprise cho Ultrasa để họ nhanh chóng đạt 10 ngày Surprise. Tôi đùa thôi. Thực ra thì nguyên nhân để các nhà khoa học nổi cáu đến như vậy là vì hộp sọ của chi khủng long này đã bị mất bõm và màu. Các bộ phận bị thiếu đã gây ra một số sự khó chịu cho các nhà nghiên cứu dẫn đến việc đặt cho chúng cái tên này. Trước khi hộp sọ có thể được nghiên cứu và mô tả khoa học, công việc đầu tiên phải làm là chỉnh sửa lại nó. Đây là một quá trình kéo dài. Tên loài Irritator Challengeri ít kịch tính hơn một chút so với loài được đặt theo tên của giáo sư Challenger, một nhân vật hư cấu trong câu chuyện cổ điển Arthur Conan Doyle, Thế giới đã mất. Câu chuyện quen thuộc này kể về một chuyến thám hiểm mở rộng quy mô ở một cao nguyên thuộc lưu vực sông Amazon, nơi họ phát hiện ra khủng long và các sinh vật thời tiền sử khác vẫn còn sống khỏe mạnh. Bởi vì hộp sọ được lấy từ các nguồn không chính xác, nên vị trí chính xác của loài khủng long này vẫn chưa được chắc chắn. Nhưng các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu đã tìm thấy cách thu hẹp tìm kiếm ở cao nguyên Araribi, một phần của thành hệ Santana. Vị trí này được suy ra bằng cách phân tích các hóa thạch vi mô được tìm thấy cùng với mẫu vật, cũng được biết là có mặt ở khu vực này, cũng như là nói chuyện với những người buôn bán hóa thạch địa phương. Bằng chứng cũng chỉ ra đây là thành hệ Romuando. Irritator ban đầu đã bị nhầm lẫn với một loài thằn lằn bay và sau đó là một con khủng long Mariraptoran. Năm 1999, con vật được xác định là một đại long xương gai. Hộp sọ của mẫu định danh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi được tái thiết kế lại vào năm 2002. Hỗ trợ thêm cho các vị trí này đến từ phát hiện thêm các mảnh vụn Spinosaurus được đề cập đến chi Agaturama. Điều này không chỉ có thể được coi là sự hiện diện của các Spinosaurus khác, Agaturama trên thực tế có thể cùng chi với Irritator. Mẫu vật hộp sọ Irritator bị thiếu phần mõm phía trước, nhưng điều thú vị là mẫu vật của Agaturama lại bằng với phần phía trước của mõm bị thiếu ở Irritator. Điều này khiến một số nhà cổ sinh vật học cân nhắc kỹ lưỡng với khả năng Agaturama không chỉ cùng chi mà còn là cùng một cá thể với Irritator. Điều duy nhất khiến các nhà cổ sinh vật học không thể chắc chắn 100% cho đến nay là mẫu vật Agaturama dường như đến từ một cá thể có phần đầu cao hơn và phẳng hơn so với Irritator. Cả Irritator và Agaturama đều được đặt tên vào năm 1996, nhưng vì Irritator được đặt tên vào đầu năm đó thì nó sẽ được ưu tiên đặt tên hơn Agaturama nếu chứng minh được chúng giống nhau. Nơi chúng sinh sống. Nam Mỹ đã sản sinh ra các tàn tích của loài Spinosaurus kể từ những năm 1990. Và ngoài Irritator và Agaturama đáng ngờ,
Các chi khác như Oxalea cũng được phát hiện và được đặt tên ở đây. Bằng chứng hóa thạch hiện tại cho thấy rằng Spinosauridae có thể có nguồn gốc ở Tây Âu hoặc Bắc Phi, giống như sự xuất hiện ban đầu của Perinoids trong hồ sơ hóa thạch. Các thành viên sau này như Suchomimus sau đó có thể đã tỏa ra khắp các vùng đất là cầu nối giữa châu Phi và Nam Mỹ. Các Spinosauridae thường gắn liền với các môi trường nơi chúng tiếp cận được với các hệ thống nước như vùng đồng bằng sông, nơi chúng có thể sử dụng khả năng thích nghi săn mồi đặc biệt của mình để bắt những con cá lớn khỏi mặt nước. Những chiếc răng lớn nhưng tương đối mỏng thích hợp để bắt những con mồi trơn trượt, khiến hộp sọ của Irritator có vẻ giống với loài cá sấu. Có một số giả thuyết khác cho rằng nó cũng là loài khủng long ăn xác thối, điều mà tất cả các loài khủng long săn mồi đều làm khi có cơ hội. Bằng chứng cho việc này là đốt sống của loài thằn lằn bay với một số chiếc răng thuộc Spinosauridae dính vào đó. Bằng chứng này có thể chỉ ra việc những loài động vật này ăn xác thối hoặc thậm chí là chủ động săn mồi, nhưng những chiếc răng đặc biệt của Irritator cũng như các loài Spinosauridae khác hoạt động tốt nhất để giữ chứ không giết con mồi. Mặc dù không được phát hiện cùng với mẫu vật gốc, nhưng những nhà khảo cổ học cho rằng Irritator có thể đã có những móng vuốt to trên bàn tay có khả năng xé nát thịt. Những móng vuốt này thường được cho là giống với loài Perinoids và Suchomimus, và cho đến đây, dường như đây là một đặc điểm chung của các loài Spinosauridae có thể đã tiến hóa do không có răng cắt trong miệng. Một đặc điểm khác là của các gai thần kinh mở rộng của đốt sống lưng thường được gọi là cánh bồm hoặc một cái bướu trên lưng. Đặc điểm này có thể thấy rõ ở cả Suchomimus và Spinosaurus, mặc dù không thấy ở Perinoids vì Perinoids dựa trên những gì được cho là của một cá thể chưa trưởng thành nên có thể không có thời gian để phát triển các gai thần kinh mở rộng khi chúng lên bảng điểm số. Một đặc điểm khiến Irritator nổi bật hơn là sự hiện diện của các màu dọc là một phần của xương đỉnh, mặc dù những người mô tả cho rằng phần sau của màu này đã được gắn thêm bởi các tay buôn lậu hóa thạch. Ý nghĩa văn hóa. Sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa và cổ sinh thái học của khủng long đã tăng lên đáng kể nhờ phát hiện của Irritator. Loài Spinosauridae này là cầu nối quan trọng giữa các thành viên sớm nhất và tiên tiến nhất của chi. Chiếc mõm mở rộng của loài khủng long này giống với Spinosaurus nổi tiếng cho thấy sự thích nghi của nó với chế độ ăn cá. Sự tồn tại của Irritator ở Nam Mỹ cũng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách các loài khủng long khác di chuyển trên khắp các lục địa trong suốt kỷ phấn trắng sớm. Mặc dù tương đối ít được biết đến hơn các loài khủng long khác, nhưng Irritator đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như là văn hóa đại chúng. Nó đã được giới thiệu trong sách, phim tài liệu và các trò chơi điện tử, cũng như đang xuất hiện trong video của Ultrase để khơi dậy sự tò mò và quan tâm của những người đam mê khủng long và công chúng nói chung, nên đề nghị các bạn hãy ấn like và subscribe kênh ủng hộ cho chúng mình nhé. Ý nghĩa văn hóa của Irritator còn mở rộng đến các tác động giáo dục. Khi các bảo tàng và cơ sở giáo dục cố gắng thu hút và truyền cảm hứng cho các khán giả ở mọi lứa tuổi, loài khủng long này là một chủ đề thú vị cho các cuộc triển lãm và trưng bày tương tác. Giải phẫu sự khác thường của nó trong các bài học mang đến cơ hội trải nghiệm học tập thực hành, khơi dậy sự tò mò và nuôi dưỡng sự đánh giá cao về cổ sinh vật học và quá khứ tiền sử của trái đất. Hiện tại, không có khu trưng bày hóa thạch Irritator công cộng nào được biết đến. Tuy nhiên, các bạn có thể tìm thấy các triển lãm khủng long Spinosauridae liên quan ở nhiều bảo tàng khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như Bảo tàng Quốc gia Brazil, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London hoặc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Berlin. Vừa rồi là những thông tin mình đã tóm gọn lại về Irritator, loài khủng long khó chịu. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.